đơn cũng như là người đại diện của nguyên đơn là có quyền có những ý kiến về cái sự kháng cáo của mình, rồi về các cái vấn đề pháp lý ở trong vụ án, và có những cái yêu cầu. Sáng hôm nay thì đã kết thúc cái phần của nguyên đơn, chiều hôm nay bắt đầu 2 giờ thì sẽ là phần của bị đơn, các luật sư của bị đơn cũng như là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn, những người có liên quan về phía bên bị đơn. Quan điểm cụ thể của bên mình ở phiên tòa lần này là gì? Chắc chiều hôm nay thì sẽ tranh luận thì bản quan điểm là ở đây đó, là trước nhất là nỗ lực để bảo vệ cái bản án sơ thẩm, chứng minh những cái sự đúng pháp luật, những cái đúng đạo lý của bản án sơ thẩm. Và đồng thời là tất nhiên thì bên bị đơn cũng có kháng cáo, nhưng cái chủ yếu quan trọng nhất là bị đơn muốn giữ bản án sơ thẩm và để nỗ lực sau cái bản án rồi thì sẽ nỗ lực. Như nãy giờ là Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có nói là sẽ nỗ lực để phát triển cà phê Trung Nguyên, vì thời gian qua đã bị nhiều cái khó khăn, nhiều cái tắc nghẽn, sẽ cố gắng tháo gỡ những cái đó, đang nỗ lực hết sức. Cho nên ông Vũ tại phiên tòa cũng đã nhiều lần nói lên cái ý kiến đó, cũng có đề nghị rằng sớm được xét xử, sớm kết thúc vụ án để là giải quyết những cái khó khăn của cà phê Trung Nguyên trong thời gian qua. Theo ông Vũ thì thời gian để giải quyết thì không phải là ngắn đâu, cũng phải hết sức nỗ lực, nhưng mà thời gian có thể khoảng 2 năm. Tuy nhiên trong thời gian qua thì cũng đã hết sức là nỗ lực trong cái hoàn cảnh khó khăn để mà giải quyết những vấn đề có thể làm được. Tuy nhiên có những vấn đề phải chờ phiên tòa xong, có bản án có được pháp luật rồi thì mới có thể giải quyết được. Để, cho nên tất cả đều chờ cái bản án hết sức công bằng, hết sức công lý của tòa án trong cái vụ án này. Phía bà Thảo có sự đề nghị thay đổi về tỷ lệ cấp dưỡng từ cái việc tiền quy ra cổ phần đúng không? Dạ thưa, thì bên phía nguyên đơn vẫn giữ cái đề nghị của từ bắt đầu khởi kiện, là đề nghị rằng là mỗi người con phải 5% cái cổ phần của người cha trong các công ty. Đề nghị như vậy, vẫn giữ như vậy, tức là 4 người con thì 5-4 tức là 20% cổ phần của người cha trong các cái công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Đó là ý về, tại vì hôm qua thì viện kiểm sát có hỏi về cái ý đó của nguyên đơn, thì nguyên đơn đã trình bày cái yêu cầu của mình. Thì quan điểm phía mình là có đồng ý. Tất nhiên thì như nãy giờ tôi nói là bên bị đơn thì cố gắng là theo như án sơ thẩm, tức là chỉ cấp dưỡng là mỗi một năm là 10 tỷ cho 4 người con, mỗi người con là 2,5 tỷ, và vẫn giữ nguyên là chấp nhận cái đề nghị của bên nguyên đơn là cái việc cấp dưỡng này sẽ được thực hiện từ năm 2013, thay vì theo nguyên tắc chung thì sẽ thực hiện từ khi bản án có được pháp luật. Nhưng bên bị đơn là ông Vũ là cha vẫn chấp nhận đề nghị của nguyên đơn là người mẹ là cấp dưỡng từ năm 2013, tức là mỗi năm 10 tỷ tính từ 2013 là theo cái ý của bị đơn. Dạ. Các em về nghỉ đi. Dạ, nghe cái gì nghỉ trưa chưa? Tạm thời nhé. Cuối giờ chiều. Qua là cái người có trách nhiệm xã hội thì không có lý gì mà về gia đình qua không bao giờ có được. Nó xảy ra những chuyện này là tan nát hết nha. Qua dùng cái từ nó đau đớn nên làm sao mà những cái chuyện đó qua không nghe được nha. Nhưng mà nó dài lắm, nói chuyện nó đau lòng nên kết thúc sớm đi. Chứ không là kéo dài nè. Nó là một cái nỗi đau. Nên thôi vậy nghe. Cảm ơn các em. Tranh luận lại của phía bên luật sư, của phía bên bị đơn cũng như là người có quyền vụ liên quan của bà Ước, thì tất cả luật sư cũng dành nguyên cả cái buổi chiều nay để tranh luận. Nhưng tuy nhiên thì về cái căn cứ pháp lý thì chúng tôi thấy là nó cũng chưa có nêu được nhiều cái căn cứ pháp lý cho cái phần đối đáp, cái phần tranh luận của các luật sư nguyên đơn buổi sáng. Thì trong ngày mai dự kiến phiên tòa sẽ là phần đối đáp của luật sư phía bên chị Thảo. Chiều nay có gì căng thẳng không chị? Cũng khá căng thẳng, bởi vì thực sự thì có một số luật sư đã dùng những cái từ cũng tương đối nặng nề đối với chị Thảo, và chị Thảo cũng đã yêu cầu họ xin lỗi, thì họ cũng có thừa nhận rằng là sẽ rút kinh nghiệm. Cũng chị chắc chắn là không phải một mình chị mà cả bốn con của chị đều
là lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, và các con cũng đã nộp đơn, gửi đơn lên đến các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Thì ở trong đây thì thực sự mà nói là quá trình sống 20 mấy năm, mình phải biết rất rõ người thân của mình như thế nào. Và khi mà một người có cái bệnh liên quan đến cái tinh thần đó, thì họ không tự nhận biết được đâu, buộc là người thân phải có trách nhiệm. Và nếu như mà mình bao che cho cái chuyện đó, mình làm như vậy thì là một điều thứ nhất là về mặt mà đạo lý là không cho phép, bởi vì mình phải lo để có cái giải pháp chữa trị sớm thì mới may ra là còn có thể chữa kịp. Thứ hai là về mặt mà luật pháp thì cũng không cho phép cái việc mà mình giam giữ một cái người đang có bệnh mà không được đi chữa bệnh. Chị có đưa ra là ông Vũ có ngoại tình với nhiều người đàn bà, thì hiện tại là chị có chắc chắn với những cái bằng chứng của mình? Chị Thảo cũng không có nói như vậy. Không, tức là chị theo cái ý của chị, tức là có sự xuất hiện một vài người phụ nữ và nó làm tổn thương chị, đúng không? Trên mạng xã hội các bạn cũng thấy anh Vũ đang nói cái điều đấy là bịa đặt. Anh Vũ nói là tại tòa anh Vũ cũng có nói, và các con của chị cũng thì chị nói được nhắn các tin đó vào trong Facebook của nó và nó rất buồn. Chị ơi, thì trong vụ án, trong cái vụ kiện này, chị là người đại đồng đi thôi. Bây giờ thì chị muốn hàn gắn là một phải làm để mình gìn giữ cái sản nghiệp của gia đình thôi. Chứ còn bản thân thì chị nghĩ là cái phần mà riêng với ảnh á, thì ảnh bây giờ anh không nhận biết được giống như một người bình thường rồi. Thì các bạn cũng thấy ảnh nói ảnh hiểu được Putin đang nghĩ cái gì, cũng thấy được sóng điện thoại, thậm chí là anh còn hơn cả Đức Phật hoặc là Đức Chúa Giêsu, thì cái đó là không thể gọi là bình thường được. Chị một mặt thì chị cũng muốn ly dị, nhưng mà chứng minh cái này là đạo tâm thần. Cái này là đạo lý làm người, và mình không thể nào mà mình nói là bỏ rơi chồng mình khi chồng mình đang bệnh được. Cho dù là bệnh gì mình cũng không được phép. Nếu như là anh Vũ gặp vấn đề về tâm thần thì chị sẽ như thế nào? Chị sẽ lo cho anh. Cái điều đó là điều chắc chắn. Và chị và các con của chị là luôn luôn là mong muốn là lo cho anh. Tức là chứng minh anh Vũ tâm thần thì nó có ảnh hưởng gì đến cái bản án và phán quyết mà chị mong muốn không? Không. Tại vì chị nghĩ rằng là cái việc này là cái mong cầu của cả mấy mẹ con mà. Có thể chia sẻ một chút xíu về lý do làm sao mà chị Thảo có tiếp tục có cái đơn yêu cầu trưng cầu giám định năng lực hành vi của dân sự của anh Vũ. Thực sự cái yêu cầu này thì không có mới, đúng, thực sự chúng tôi là thừa nhận không có mới, và có thể là nhiều bạn đọc và cũng là nhiều dư luận thì cứ cho rằng là chị Thảo như vậy là không được. Chị Thảo đã có những cái hành vi, có những cái việc làm như vậy thì là mục đích là đưa anh Vũ đi khám, như thế là có những cái suy nghĩ là anh Vũ mắc bệnh á. Thì thực sự mà nói thì cái đơn của chị Thảo nộp 2 lần nhưng mà đều không được tòa án xem xét. Tại cấp sơ thẩm thì chị Thảo có yêu cầu nhưng mà không được tòa xem xét vấn đề đó. Và tại quận 3 thì chị Thảo cũng đã có yêu cầu 1 lần trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự của anh Vũ, và tòa án nhân dân quận 3 thì đã có ban hành được quyết định là yêu cầu anh Vũ phải đến cái trung tâm giám định sức khỏe tâm thần tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định, nhưng mà anh Vũ không có chấp hành. Thậm chí tòa nhân dân quận 3 còn ban hành luôn một cái quyết định là áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc những người thân của anh Vũ phải đem anh Vũ đến trung tâm giám định, nhưng không thực hiện được. Anh Vũ không hợp tác, có tất cả hồ sơ thể hiện như vậy. Và cuối cùng thì là chị Thảo đã rút cái đơn yêu cầu trưng cầu giám định năng hành vi dân sự của anh Vũ. Chứ không có nghĩa là những cái đơn yêu cầu của chị Thảo thì chưa được bất kỳ một cái anh Vũ không hợp tác để thực hiện theo cái yêu cầu trưng cầu giám định của tòa án. Và cái việc mà mình cũng có nói một cái ý như này là thực ra cái việc mà thôi được rồi, mình cũng dự kiến phiên tòa ngày mai là có bước vào phần đề nghị của viện kiểm sát chưa chị hả? Có, ngày mai sẽ đến phần tranh luận của luật sư các bên, và phần tranh luận của viện kiểm sát đối với cái kháng nghị của viện kiểm sát. Rồi, em cảm ơn chị ạ.
đưa đi.